Vâng, đây là một siêu phẩm đến từ Aquafire nha các bác. Aquafire Pro 6. Con này hàng sưu tầm rất là mới. Em chuyển về để phục vụ các bác. Một thiết kế rất là gọn gàng. Đây là một con bao nha các bác, bao. Nói về dòng Aquafire thì nó là một đỉnh cấp rất là cao ở trong giới nghe nhạc cũng như là audiophilic. Đây là phía bên hông bên phải nha các bác. Phải. Em này chạy 40 sò nha, 40 sò là nha, không phải đơn giản nha, 40 sò, còn như con Pro 5 vậy đó, 40 con, chạy nguồn xuyến nha các bác, đây, phía trên nóc của nó, con này rất là mới, giá là 21.500.000 để các bác sưu tập, điện 100V nha các bác, điện 100V, có gồm ở 3 chủng kết nối đó là Shelly, được Redbone K35. Không quá, đây là cầu. Con này thì đánh thoải mái từ 2 ohm đến 32 ohm nha các bác. Thoải mái nha. Các bác chơi loa full, loa boss. Chơi trong gia đình thì em này thì tuyệt vời rồi. Đỉnh quá, đỉnh cấp luôn. Trưng bày cũng như là âm thanh thì tuyệt đỉnh. Đây là đèn nháy nha các bác. Đèn nháy khi hát nó sẽ nháy qua dài. Các bác lưu ý, bên em là hàng bãi điện 120V nha. Đây con này điện 100V nha, xin lỗi các bác. Hàng 100V, có phải là 100V. Sau đây mời các bác xem bên trong của nó. Các bác nào yêu thích con này thì liên hệ cho em. Pro 6 rất là hiếm nha các bác. Và nó có thiết kế gọn gàng và bắt mắt hơn Pro 5 một tí. Nhìn nó đẹp hơn. Vâng, đây là bên trong cấu hình của con Aquafire Pro 6. Chạy tăng phô xuyến nha các bác. Mỗi bên như này là 20 con sò nha, 20 sò Toshiba nha. Đấy. Xanh lét luôn. Đấy, các bác có thể thấy. 20 10 con bên này và 10 con đối bên này là 20. Tổng con bao này sử dụng 40 công suất nha các bác, 40 công suất, cực kỳ khỏe luôn. Nên nó rất là đẳng cấp. Con Pro 5 nó cũng sử dụng 40 con, con Pro 6 nó cũng sử dụng 40 con nha các bác. Nhưng mà thiết kế và hình thức thì con Pro 6 nó đẹp hơn, nó sang hơn một tí. Đây các bác thấy rất là đẹp không? Nó tản nhiệt rất là tốt nha, tản nhiệt tốt hơn, không có thêm rô luôn nha bác. Tản nhiệt hai bên như thế này này, đấy. Chứ không như con Pro 5. Kiểu này tản nhiệt này rất là hiệu quả này. Đây, nép rất là mới, nói chung là chuẩn luôn nha. Chuẩn chất lượng từ khâu hình thức cho đến là ngắm nhìn và nghi về âm thanh của Aquafire thì không cần bàn nữa nha các bác. Nên các bác nào đang yêu thích con này thì liên hệ cho em, muốn sưu tầm một con Pro 6 thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Đây là con Aquafire Pro 6 đầu tiên về tại shop em này, đầu tiên bán biết bao nhiêu năm rồi mà mới có được con Pro 6. Còn Pro 5 thì thường rồi, Pro 5 thì về rất là nhiều nha các bác. Pro 6 thì chỉ có con này thôi. Nên các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Đây, em dừng video và tiếp tục em sẽ qua sản phẩm tiếp theo nha các bác. Để cập nhật liên tục những video hàng lên sóng thì các bác ấn vào nút đăng ký và ấn vào cây chuông thì nó sẽ thông báo cho các bác nha.